Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của HD Radio. Mình là Tuấn Trần. Thì các cụ có câu rằng 5-1 không chột cũng què. Trong phim siêu nhân cũng vậy. Ở đâu có công lý thì ở đó có 5 ông đánh hội đồng 1 ông. Hôm nay không phải siêu nhân nữa, mà chúng ta có 5 em Patibok 100 và đại chiến với 1 em Patibok 1000. Vậy câu nói 5-1 không chột cũng què có đúng hay không? Chúng ta hãy cùng đón xem diễn biến tiếp theo ngay sau đây nhé. Ok, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu với thử thách nào. Let's go. Cùng đánh nó sẽ như thế nào. Và sau đây chúng ta đến với em cực khủng này, em Patibok 1000 các bạn nhé. Ok, bắt đầu nào.
Mình sẽ thử mức 5% trước các bạn nhé. Rồi. Thì tiếp theo mình sẽ làm một clip về 50 bát tibox 300 liệu có đánh được lại so với em bát tibox 1000 này hay không. Các bạn nhớ đón xem đợi trong kỳ tiếp theo nhé. Bây giờ thì clip của chúng ta tạm dừng đây thôi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của HD Radio để được cập nhật những clip độc và lạ cũng như kiến thức về audio. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau. Mình là Tuấn Trần đến từ HD Radio. Bye bye.